Sáng nay tại Văn Miếu Xích Đằng, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, VNPT Hưng Yên tổ chức chung kết cuộc thi Thắp sáng tài năng xứ Nhãn năm 2022 với màn tranh tài gây cấn. Vòng chung kết đã đưa các thí sinh và khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Nhà vô địch gọi tên, trường trung học cơ sở Long Hưng, huyện Văn Giang. Trước khi bắt đầu vòng chung kết, ban tổ chức cuộc thi, đại diện các nhà tài trợ, các đội thi tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Văn Miếu Xích Đằng. Chung kết Thắp sáng tài năng xứ Nhãn mùa 2 là cuộc tranh tài gây cấn hấp dẫn giữa 4 đội thi đến từ các trường trung học cơ sở Xuân Trúc, huyện Ân Thi, trung học cơ sở Long Hưng, huyện Văn Giang, tiểu học và trung học cơ sở Tân Việt, trung học cơ sở Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Đây là những đại diện xuất sắc nhất sau 16 số vòng loại và bán kết của Thắp sáng tài năng xứ Nhãn. Các đội chơi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và sẵn sàng tâm thế bước vào các vòng tranh tài. Em cảm thấy rất vui và phấn khởi. Trên trận chung kết có một chút hồi hộp nhưng chúng em rất tự tin vì đã chuẩn bị rất kỹ càng. Chúng em quyết tâm giành chiến thắng. Phần thi tài năng đất Nhãn là 4 tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu hấp dẫn. Trong phần thi xứng danh đất học, đội tuyển trường trung học cơ sở Long Hưng đã vươn lên dẫn đầu sau gói câu hỏi riêng cho từng trường. Gói câu hỏi chung cho cả 4 đội là màn rượt đuổi về điểm số. Trong đó, trường trung học cơ sở Xuân Trúc có sự bứt tốc mạnh mẽ. Phần chơi sân trường sôi động gồm 2 trò chơi đi trong bao và buộc dây vào chân nhảy lò cò. Các khán giả nhí cũng được tham gia phần thi giao lưu với học sinh xứ Nhãn với nhiều câu hỏi và phân quà hấp dẫn. Chung cuộc, trường trung học cơ sở Long Hưng giành giải nhất, trung học cơ sở Tân Việt giành nhì, trung học cơ sở Xuân Trúc và trung học cơ sở Tân Lập đồng giải ba. Sân chơi này là một trong những cách, một cái con đường để giúp các nhà trường đạt được cái mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, đó là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện. Trong quá trình bọn em đi thi thì bọn em cũng trao đổi và làm bạn với nhau được rất nhiều ạ. Em thấy rất là ý nghĩa bởi vì em được biết nhiều hơn về truyền thống lịch sử của Hưng Yên. Tôi rất ấn tượng khi được xem những màn biểu diễn tuyệt vời của các em học sinh. Các em đều vô cùng nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng và có tinh thần làm việc nhóm rất xuất sắc. Nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chương trình trong tương lai. Sau 2 mùa, game show đã được triển khai rộng khắp tới 10 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Được các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học cơ sở đón nhận một cách tích cực và trách nhiệm. Điểm mới năm nay là chúng tôi chọn Văn Miếu Xích Đằng để tổ chức cái buổi chung kết. Thôi thúc các cháu tiếp tục nỗ lực trong học tập và lan tỏa được cái truyền thống hiếu học của tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, với sự nỗ lực liên tục cải tiến, liên tục đổi mới, chương trình càng ngày càng thu hút được công chúng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy mùa 2 của game show Thắp sáng tài năng xứ Nhãn đã chính thức khép lại. Nhà vô địch gọi tên trường trung học cơ sở Long Hưng, huyện Văn Giang. Mùa 3 của chương trình cũng đã được khởi động và dự kiến sẽ ghi hình số đầu tiên vào tháng 4 năm 2023. Chương trình sẽ lên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên từ tháng 6 năm 2023, 2 tuần một số. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.